Sau những vụ lầm xùm với những sinh vật lạ thì cuối cùng cuộc sống bình yên của tôi cũng đã quay trở lại. Sáng ra thì đi uống cà phê. Nói chung là sáng nào cũng đi uống cà phê ở quán này. Ngắm thành phố, xe qua xe lại cũng hợp lý. Có điều là thằng này nó hơi nhiều nha. Mà đứng trước mặt mình nói thấy ghét thế nhờ. Ôi, nghe gì không? Nope. Ui. Thôi. Không, tao thử cái phản xạ của mày. Thôi, bỏ đi. Thôi, em xin lỗi. Ôi, chỗ tao là mày căng mày. Thôi là gặp thằng hiền như tao, tao mới nhường cho đó nha. Nói chung là nhường cũng phải có cái giá của nó, mày hiểu không? Ok, bỏ nha mày. Thì anh em cũng đã biết rồi đó, tôi rất thích đi biển luôn ấy. Nhất là vào cái mùa này này. Rồi, biển thì trong xanh, nói chung là quá đẹp. Ôi, đúng là nằm ở đây chỉ có là đã thôi. Wow. Cái gì kia? Đấy, anh em cứ nhìn đi. Họ chơi xong là họ lại vứt rác bừa bãi như thế này đây. Đúng là bực thật sự luôn ấy. Cứ nhìn đi. Hễ một ngày nước biển dâng lên, trôi mấy cái này xuống dưới biển sẽ là gây ô nhiễm môi trường, cá sẽ chết hàng loạt. Tôi nhìn mà tôi bực luôn ấy. Đấy, người thì đứng tám chuyện, còn ông nội này thì đứng làm cái gì không biết, không lo dọn. Anh em cứ nghĩ tôi làm biến, nhưng không, tôi dọn rất là mệt luôn ấy. 8:01 PM. Trời thì cũng đã tối, tôi cũng đã dọn đến tối rồi đấy, cũng khá là mệt. Vẫn không ai giúp tôi luôn. Ông nội bay quá thì vẫn đứng đó vẫn nhìn thôi. Ê, mấy bạn có thể giúp mình được không? Chúng ta cùng nhau gọi là bảo vệ môi trường chứ hả? Alo, nghe không? Ôi, thôi. Bố xanh cày thế nha. Mày bố láo. Một thằng bơi vô đây, không bảo vệ môi trường mà còn trẻ trâu này. Cái skill mà chạy quay về là Dương Đông kích tay đấy mọi người ạ. Đấy, nó sẽ tưởng tôi sợ nó và tôi đánh ngất nó hết luôn. Hỏi con người kia. Ai đấy? Các ngươi đã gây ô nhiễm nguồn nước của ta. Nguồn nước gì của ông? Nước tiểu, à không, nước biển của ta. Thế nên các ngươi sẽ bị trừng trị. Ta cho các ngươi 7 ngày để chuẩn bị. Thế nhá, ta đi đây. Thân biển đe dọa gì như ông Bụt xuất hiện thế nha. Có vẻ là tôi sẽ báo với vợ con tôi. Thôi đừng có coi tivi nữa. Come on, tôi có một tin báo với mọi người đây. Có thể tắt tivi được không chứ nhỉ? Cái thế. Thôi kể đi. Nói chung là thần biển đã cảnh báo chúng ta là sẽ có sóng thần vào 7 ngày tới. Nếu mà chúng ta sẽ không đi thì có lẽ là cái thành phố này sẽ bị diệt vong đấy. Alo? Ai quan tâm tôi đang nói gì không? Shit. Có vẻ là vợ con của tôi đã không tin tôi rồi. Nhìn tôi cứ như thằng ngáo đá mới vừa trở về. Holy shit. Có vẻ là đây là dấu hiệu đầu tiên. Tôi có bao giờ thấy cái thời tiết như thế này đâu nha. Nó cực đoan rồi sấm sét nữa. Anh em cứ nhìn đấy. Anh em cứ nhìn kìa. Tôi ở đây hơn 40 năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy cái thời tiết nào như thế này. Thời tiết này thật sự cực đoan đấy. Đây là một lời cảnh báo đầu tiên và cũng là lời đe dọa đầu tiên. Có vẻ là tôi sẽ thông báo những người thân nhất của tôi, đặc biệt là bạn của tôi, tại vì vợ con của tôi là không tin tôi rồi. Đúng là đáng buồn thiệt. Tôi sẽ đi qua gặp cái thằng bạn thân nhất của tôi luôn. Nhà thằng bạn tôi đây. Come on. Lên thông báo cho nó biết coi. Come on. Thời tiết đang diễn biến cực kỳ xấu luôn ấy. Ê mày, tao được thần biển là thông báo là 7 ngày tới sẽ có sóng thần tới đấy, sẽ càng quét cái thành phố này. Mưa thấm vô não mày à. Cái thằng này mày không tin tao à. Thôi, bớt đi ông ơi. Trời ơi, không tin bạn là dở rồi. Thôi, bye bạn luôn. Trời ơi, chán miệng thiệt. Thế thì tôi phải qua báo cho con con nhỏ bạn thân nhất của tôi luôn. Ê, mày có biết là trong 7 ngày tới sẽ có sóng thần càng quét cái thành phố này không? Biết chứ, nhưng mà tin thích rồi được. Ê, con này, không tin luôn à. Ôi, tao không biết làm gì luôn trời. Mấy này nó không tin. Đi gì chơi, tao nói thiệt á. Giờ vợ con không tin, giờ bạn bè cũng không tin luôn. Tôi đang có một cái suy nghĩ thật sự táo bạo. Đó chính là tôi sẽ đột nhập vào cái khu phát sóng tivi gì đó. Tôi sẽ đột nhập vào cái chương trình tin tức nào đó. Rồi cái xong phát bản tin của tôi lên. Đấy, tôi sẽ thông báo cho toàn người dân thành phố cũng như là cả cái đất nước này sẽ biết về trận đại hồng thủy này. Mong là nó có thể giúp ích được. Come on, chúng ta sẽ đến trạm phát sóng radio. Trạm phát sóng radio cách đây không xa cho lắm nên là tôi có thể chạy lên. A few moments later. Trời ơi, không thấy được luôn ấy. No. What the f***? Đang đi giúp người mà còn bị xui nữa. 2 days later. Không thể hiểu được. Tao cần một chiếc xe. Cho tao mượn chiếc xe. Stop. Khoan. Chị đẹp gái á. Nhưng mà thôi, cho em mượn chiếc xe xíu thôi. Em đi nơi này cái. Chị nên ở nhà đấy á. Nói chung là lúc tao nằm bệnh viện cũng 2 ngày trước rồi. Không thể tin được. Wait.
Thời tiết cực đoan này vẫn diễn ra, đây là một cái dấu hiệu không thể bỏ qua được. Phải thật sự nguy hiểm, tôi phải làm một cái gì đó. Đây, chúng ta đã tới. Đây là cái trạm phát sóng chính của thành phố. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Alo, trong có ai rồi? Tôi la to thế, không có ai thì thôi. Do not enter, tao chỉ vào thôi mà. Không có ai à? Đậu xe đại đây đi. Chúng ta sẽ leo lên cái tháp này. Hiện giờ là không có ai cả. Chúng ta sẽ phát bản tin toàn thành phố này. Come on, chúng ta có thể leo lên mà. A little longer than a few minutes later. Đây, chính là tôi. Sau một hồi vất vả leo lên tới cái đỉnh này. Wow, nói chung là vĩ đại thật sự đấy. Nhưng mà tôi phải cần vào vấn đề chính thôi. Đó chính là phát sóng. 7 ngày nữa sẽ có sóng thần, các bạn phải tin tôi. Nghe nó hơi vô lý nhưng mà các bạn phải tin tôi. Later. What the fuck? Yo, tại sao wow. Yo. Tại sao cái người lại bắt tôi? Why? Đừng có bắn vậy chứ. Why? No. No. Tôi đầu hàng. Come on, tại sao? 3 days later. Anh cho em hỏi vì sao em vào đây vậy anh? Tại vì mày nói xàm trên TV. Vậy em vào đây được mấy ngày rồi? 3 ngày rồi bé. Và thời tiết trong 3 ngày đó nó vẫn mưa như vậy á. Rồi em cảm ơn nha. Cảm ơn anh nha. Không thể tin được. Cái thời tiết trong 3 ngày sau khi tôi được coi là bị sờ lờ trên cái TV đó. Mấy tôi có nên cướp xe không nhờ? Cướp xe trước đồn cảnh sát. Thôi thì kệ vậy. Nói chung là tôi cũng đang đi cứu thế giới đấy. Chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi. Một ngày duy nhất. Bây giờ không ai tin tôi cả. Không một ai luôn ấy. Đúng là bất lực. Nhưng mà trước tiên là tôi sẽ về nhà cái đã. Tôi bị đánh thức bởi một cái chấn động gì đó khá là mạnh và dữ dội. Tôi có thể cảm nhận được tâm chấn phát ra ở bãi biển. Có vẻ là tôi sẽ đến xem. Holy moly. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ủa mà thật sự nó đã trở về rồi này. Nó đã trong xanh trở lại rồi này. Không còn mưa nữa. Không lẽ nào sau 7 ngày vẫn không có một cái gọi là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tôi vẫn đến kiểm tra coi cái tâm chấn nó ra sao. Holy. Anh em còn nhớ chỗ này tôi đã đứng không? Holy shit. Đây là tâm chấn đấy. Bãi biển này là tâm chấn. Không ổn rồi. Giờ nước không còn nữa. Không còn một cái quái quỷ gì hết. Holy shit man. Rõ ràng 7 ngày trước là nó vẫn mưa liên tục 7 ngày cơ mà. Không ổn rồi. Theo như tôi được biết á, là nước rút dậy là sẽ có một cơn siêu sóng thần. Không được rồi. Chúng ta phải về nhà thôi. Lẹ lên. Sao người dân bình tĩnh thế nhờ? Không thể tin được luôn ấy. Come on, nước đã rút hết, chúng ta nên đi. Đi cái gì? Tát chết bây giờ. Thế là không đi à? Vợ con nhà này, nhà nào mà chả có máy. Holy shit man. Có vẻ là tôi sẽ tạm biệt ngôi nhà này và đi lên một cái nơi nào đó cao, thật cao, trước khi là sóng thần nó sẽ vào đấy. Meanwhile. Holy shit man, tôi đã kiếm được chiếc thuyền. Có vẻ là tôi sẽ đi vô cái đợt sóng này thử coi sao. Tôi sẽ đi giúp những người dân gặp nạn. Anh em có thấy cây cục điện không? Nó đã dâng lên hơn cây cục điện rồi đấy. Có vẻ là tôi sẽ đi vào sâu hơn một chút xíu. Sóng cũng còn khá là mạnh luôn ấy. Nó đã nhấn chìm cái thành phố này rồi. Cả thành phố đã chìm trong biển nước. Không thể tin được. Cơn sóng thần này quá là khủng khiếp luôn. Mang trong mình sức mạnh hủy diệt cả thành phố. Holy shit man. May là tôi đã chạy kịp. Nhưng chúng ta đã mất hết rồi. Mất thật sự rồi. Mực nước đã dâng lên quá cao. Chúng ta chỉ còn thấy những tòa nhà chọc trời thôi. Và chỉ còn lại những người may mắn còn sống sót. Và đấy là hành trình chạy sóng thần của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.